Hôm nay giới thiệu anh em một con loa dành cho các, thứ nhất là các dân chơi này, thứ hai là dành cho các doanh nghiệp này, thứ ba là dành cho các đại ca lắm tiền, nhiều của. Đây, thực sự hôm nay em không có tiền đâu, nhưng mà đây, đây, nhưng mà hôm nay phải mất công đi mượn người ta về review cho anh em. Đấy, đây là con loa, loa gì mà đắt tiền đến vậy? Nó liên quan đến hàng nghìn đô anh em ạ. Đây, xốp mà bảo hành rất là chắc chắn này. Đây, bảo hành rất là chắc chắn. Và con loa này đây, cho anh em xem. Đấy, đây, quay cận cảnh đây em ơi. Nó đẹp, nó mới, nhưng nó xịn như này. Để cho anh em xem, con này là hàng chính hãng nhá. Đấy, hàng chính hãng. Em này, nặng quá. Nó phải tầm 15 đến 20 cân gam. Đây, bên trong này, bên trong này có cóc cáp sạc này. Cái này này, này. Bên trong này cóc cáp sạc thì em bỏ hết ra cho các bác xem đây. Đây, 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 đây là hàng chính hãng. Cái này có tên JBL MK2. Chiếc loa này chuyên để nghe nhạc. Đó, mời anh em xem. Rồi, mời Tôn cũng không ra hỗ trợ anh tí. Tôn cũng không, đó, ây da. Tôn cũng không ra hỗ trợ anh tí. Xem ngoài lắp ráp bên làm sao. Đây cận cảnh. Đây là cái tháp à? Cái này là cái gì nhỉ? À, đây nó có rút mở này em này, đây. Đây, rất là đẹp, Harman Kardon chuyên để nghe nhạc. À đâu, xin lỗi các bác, JBL. Đây, con này lắp như nào nhỉ em nhỉ? Thấy bảo là hay lắm. Như này à? Có phải không? Không phải đâu em. Lắp nó đứng lên đấy. Lắp nó đứng lên đấy. Đây, con này nè. Từ to đến nhỏ mà. Không phải, không phải. Không phải, cái nhỏ nhất em. Đâu, đấy. Loa này chia ra là 3 khúc, làm côn. Anh em có thể phang, vụt nhau cũng được. Nó tiền quá, nó vẽ đủ trò anh em ạ. Đâu anh nhỉ? Đâu lắp kiểu gì đây anh xem nào. Hàng nó cẩn thận rơi đấy. Rơi này con nhà hỏng ăn đấy, không trả lại được người ta đâu. Hàng này rơi là chết đấy. Đắt tiền các bác ạ. Chuyện này nghe nhạc em đang loay hoay. Cầm anh cái này nào. Thằng này có phải đợi cuối cùng không? Xem đang loay hoay xem vận hành cho nó vào kiểu gì. À đây. Rồi. Đây 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 em. Đúng rồi. Ra là như vậy. Đúng không? Đúng không? Rồi, cao phết nhỉ. Mình cao 1m9 thì các bác tự định hình cho em cái loa này cao bao nhiêu luôn. Xem nào. Đây, quay hẻm nữa cho nó rộng. Rồi. Đấy. Bây giờ em sẽ mở nhạc. Đây, mời anh em xem hình họa tiết tấu nó. Đây, camera man chạy quay sang sau. Chiếc loa này nút nguồn ở đây này. Ấn đi nút nguồn. Chà chà, màn hình full HD hiển thị này. Bên menu chỉnh này. Cái này chỉnh mic này, mic 1, mic 2, cái loa này không có mic không ạ? Bass này, chung về chép về gì vợt. Này có gì vợt, cái loa này không có mic. Loa chỉ nghe nhạc thôi. Em thử kết nối cái loa này để nghe nhạc, cái loa phải tải app không nhỉ? Tải app không nhỉ? Giờ mình sẽ thử nhạc, toàn tiếng Anh không ạ? Thôi chết rồi. Em phải mù tịt về tiếng Anh, cài đặt cái gì này? Cài đặt này. Auto này, Go này. Auto Go này. Khó sử dụng phết anh em ạ. Go đi. Rồi, cài đặt. Con này bật Bluetooth không? Khỉ ơi cho tôi không có cho ít Bluetooth đi em. Rồi. Cái này chính hãng của 3 sao nhá, anh em nhá. Tem bảo hành chính hãng luôn nhá. Rồi, kết nối Bluetooth nghe nhạc thử em, nghe tính nhạc sàn đi. Nghe này, nghe nhạc sàn cho nó phê. Rồi. Có cái lối được Bluetooth không? Được. Được à? Ok, để cho tính nhạc sàn nhảy cho nó sướng. Rồi. Bật 3G nên chạy cho nó bon em ạ. Trông nghe này mà mấy chục quyển anh em ạ. Tôi nên phục tôi quá đấy. Anh em mà thích con này nhá, tôi sẽ bảo nhà sản xuất tặng thêm cho anh em một cặp mic. Đấy. Đấy, tôi mà bán hàng là tôi tặng cho anh em cặp mic đấy, anh em ạ. Để anh em hát. Đấy, này múa cột. Chạy bốn quanh múa cột. Anh em biết mấy cô gái múa cột không? Ai mà trả tôi 50 tôi múa cho cả ngày. Nào, có lên nhạc không em? Có Bluetooth không? Có. Mở nhạc lên. Nghe tiếng. Đâu rồi? Cái này phải cài đặt rồi.